Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com gạch chéo Đồ Gỗ Đức Hiền. Và hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2016. Chúng tôi đang quay bộ ghế trường kỷ gỗ lim ngoại hạng theo yêu cầu của anh Hùng ở trung tâm thành phố Nha Trang. Thì bộ bàn ghế này thì gồm 3 chiếc, tức là 2 chiếc dài và 1 chiếc bàn. Thì anh Hùng có nhắc là anh rất thích là một trong 4 cái bộ mà quay hôm năm 2015. Thì xin thưa với anh Hùng và quý vị là bộ này là kích thước y chang như bộ đó, và tôi xin nhắc lại các cái thông số là bàn là mặt bàn dày đủ 2 phân và chân bàn là dày, chân bàn là vuông 5 phân rưỡi. Kích thước mặt bàn là 60 x 130 cm và chiều sâu của mặt ghế là 56, chiều dày mặt ghế là 3 phân, chiều dày của chân là 7 phân. Và các cái đai này đều rất là to, to vượt bậc so với những cái khác. Và cái này thì trong cái thuật ngữ của chúng tôi, thợ gọi là trâu, gọi là voi, và thậm chí gọi là con rắn vuông, bởi vì là không thể làm dày hơn được nữa. Với cái chiều mặt này chỉ cần dày 1/2, thậm chí đến 1/7 thì là dày lắm rồi, là thoải mái rồi. Nhưng cái mặt này đã cố tình làm dày đến đây, đây từ trên đến đây là 3 phân. Và khi tôi nặng 75 cân nhưng mà tôi co chân tôi nhảy lên xuống thì kêu bịch bịch, không có một cái tiếng động gì cả. Còn bây giờ đi vào chi tiết là ở lưng là đục chạm thư quý, tùng cúc, trúc mai và đục hai mặt luôn. Và chính vì nó dày cho nên là cái vách này nó cũng dày và đục chạm nó rất là nét na luôn. Thì tôi lia qua để quý vị nhìn cái phần đục chạm. Còn ở giữa thì là hoa hồng và chim, tượng trưng cho vinh hoa phú quý. Còn ở đây, bên này cây mai đây. Và cái bộ này thì làm được bằng gỗ lim và chọn vân, vân rất đanh luôn. Tôi đang có điện thoại quý vị xem để quý vị biết là cái vân nó đẹp như thế nào. Và Nha Trang thì tôi nhớ là đầu tiên tôi làm là cho thầy Tâm Thọ ở Nha Trang, là thầy chùa, thầy đã gợi ý cái cách làm là làm trơn nhẵn, làm lườn lót và đánh xi, cho nên là đây là cái gợi ý của thầy, và từ đó này chúng tôi làm ra công thức này rất tuyệt vời. Xin lỗi quý vị, tôi nghe điện thoại. Alo, Đức Hiền đấy ạ. Vâng. Mình đang làm gỗ hương, gỗ hương và gỗ gõ nó đều cứng đanh tuyệt vời như nhau, nhưng mà gỗ hương vân nó đẹp hơn. Cái đấy thì là 26 triệu nhưng mà mình làm rộng 34. Mét 18. 44 phân rưỡi. Kênh bong trông như dán mà. À ừ, cũng được. Từ đấy lên cầu rẽ, qua Phủ Lý xong đến cầu rẽ. Cầu rẽ là cách nhà mình còn có 7 cây thôi. Ừ, từ cầu rẽ lên đến đến công an huyện Phú Xuyên. Xong là từ đấy hỏi vào xã Thân Dân. Nhà mình đầu xã. Đúng rồi, nhưng mà gõ nó ít vân hơn. Đúng rồi, hương nó được giá hơn. Hương vân nó đẹp hơn, hương này hương ta của mình chứ. Hương Gia Lai đấy, vân đẹp luôn. Nhá, cứ em lên đi nhá. Thế nhá. Vừa rồi quý vị, trong khi tôi đang điện thoại, chắc là quý vị đã xem rõ là sản phẩm thì rất là dày dặn và vân thì rất đẹp. Bây giờ tôi quay xuống cái phần dưới yếm của bàn và yếm của ghế để quý vị xem. Những cái yếm cũng rất là cầu kỳ,
chắc là quý vị đã xem nhiều, tôi không muốn giới thiệu lại. Đây là ngũ phúc và đây này cũng phần yếm của ghế. Bây giờ tôi quay ra đằng sau cái ghế để quý vị xem. Đằng sau và đằng trước đều cái nét đục đều như nhau hết, hết sức tinh xảo. Đây là cây tùng, tùng hạt. Đây là ô giữa và đây là ô cạnh. Đây là hoa cúc. Bên kia thì đã có là trúc và mai rồi. Như vậy tổng thể là tùng cúc trúc mai. Và bây giờ đi vào những chi tiết nhỏ hơn nữa. Một bộ này quý vị sẽ ngắm được rất là lâu. Sau khi ngắm những cái tổng thể, bây giờ đi vào những cái chi tiết này. Quý vị nhìn thấy là những cái, đây cả một ngón tay đây là một cái đầu ngón tay, tôi chỉ hơn phân mà thấy 3-4 lượt chỉ đấy. Để thế quý vị thấy là nó cầu kỳ nào. Cái chỉ chạy chuyển bắt đầu từ dưới này và truyền đến chỗ giữa, đi lên. Đấy. Từ những chi tiết nhỏ nhất đây này, ở những cái ô tay này, là những chi tiết nhỏ nhất không ai để ý đâu. Một cái lúc nào đấy rỗi rãi phải để ý đến mới thấy là à, người ta làm rất là cầu kỳ, tinh xảo. Và như quý vị thấy là toàn bộ là nguyên màu, nguyên vân gỗ hết. Và yêu cầu thành phẩm là trước khi ra hàng cho quý vị, tôi vệ sinh sạch sẽ và đánh xi toàn bộ trơn tuột. Đây là đánh rồi nhưng để lâu nó bụi nó bám vào, chúng tôi sẽ trách nhiệm đánh lại trơn tuột. Còn riêng cái mặt ghế ngồi và mặt bàn là không được phép làm trơn như vậy, chỉ được phép làm trơn đến 8 phần thôi. Vì nếu trơn quá thì không ngồi được, nó chuỗi người đi. Thế quý khách nói vui, có khách nói vui, không, anh cứ cho tôi trơn hết cỡ. Thì quả thật sau đó là gọi điện cho tôi để hỏi cái cách làm nào cho nó bớt trơn đi. Lúc đấy chúng tôi lại hướng dẫn cách làm cho nó bớt trơn. Cái người thợ nó, người thợ giỏi chỗ là muốn thế nào cũng được thế. Muốn trơn tuột được, muốn cho hết trơn cũng được. Và những hình ảnh này đang được quay tại tầng 4 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và tôi xin nhắc lại là ngày hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2016. Và xin trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về Đồ Gỗ Đức Hiền.com tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và mọi cái hỏi thêm về chi tiết thì và hỏi giá cả thì xin quý vị gọi về hoặc nhắn tin về 0984666999. Chúng tôi sẽ không trả lời ở trên trang youtube.com. Hoặc quý vị ở nước ngoài có thể nhắn tin hoặc gọi vào số của Zalo Viber của Đồ Gỗ Đức Hiền là 0967666111. Chúng tôi luôn sử dụng số điện thoại tam hòa cho dễ nhớ. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Bởi vì tôi lại đang có điện thoại sẽ rất mất lịch sự nếu như là đang thuyết minh mà lại cứ có tiếng điện thoại xen vào.